Ok, kênh Chim Cu Gáy Hay xin gửi tới các bác cái clip số 26. Clip số 26 này thông tin như sau các bác ạ. Đây là một đôi chim Thái. Và cái con trắng là con đực. Và con trắng hồng này là con mái. Đây là giai đoạn bắt đầu tách ăn lúa tốt rồi. Và giống này thì chân đỏ, màu gạch non và âm thục. Thì các bạn thấy là con chim mái đã có dấu hiệu ra cườm trước và đầu tròn hơn, người thon hơn. Và con chim đực này thì luôn luôn là khôn, lì, mỏ dài, cổ chu, dáng trường, dài, rắn, chắc hơn. Đó. Thì đây là dòng chim này là dòng chim Thái các bạn nhé. Dòng chim Thái. Đấy thì màu sắc và thuộc tính của nó là như vậy. Thì cái clip 26 này được đăng ngày 26 tháng 11 năm 2019. Đấy, những cái clip mà mình đăng sau khoảng 1 tháng rồi thì các bạn cũng không nên gọi mua nữa. Bởi vì những cái clip của tôi đăng thì thường trong một thời gian ngắn là sẽ để cho các bạn tham khảo. Và thường là sẽ có người mua luôn. Đó. Thì báo cáo với các bạn đây là cái clip số 26. Em làm cái clip này để cho các bác nào theo dõi kênh và nhìn thấy cái đôi chim này theo đúng cái nguyện vọng và cái mong muốn, cái sở trường sở thích của các bác, thì các bác alo cho bên mình sẽ tư vấn thêm cũng như báo giá cụ thể cho các bác. Đấy. Đây là cái thông tin chính thống của đồng chí Thao tại kênh Chim Cu Gáy Hay các bạn nhé. Đấy, các bạn đây có thể là một cái video mẫu. Bạn nào mà muốn mua những cái đôi nó giống xem như thế này, có thể là một con trắng, một con hoa mơ, hoặc là một con hồng, một con vân trắng, thì các bạn cứ tha hồ mà lựa chọn. Có rất nhiều những cái màu. Đấy. Có rất nhiều những màu luôn. Bắt xem đôi này. Đây là ok, chim này chim họ đúc ra nên ra nó cũng khá là thuần luôn các bạn nhé, khá là thuần luôn.
Đó, anh gửi Nam karaoke nhá. Nam karaoke, Nam VIP karaoke. Nay anh quay chiều hôm nay là 25 25 tháng 11 này. Đấy. Con này yên tâm luôn, bộ đẹp. Gáy gù gần như chim khách này. Tướng này quá khủng luôn. Hàng này hàng tuyển. Này gửi về Thanh Hóa này. Này gửi về Mỹ Đình này. Cái này là gửi về Đông Thành, thành phố Ninh Bình. Cái này gửi về Nam Định. Thế đi em ơi. Biết rồi. Con đấy để làm con chim mồi. Ngủ quá luôn. Đi đi, hết giờ xe chạy rồi. Đi đi. Đi đi. Đây báo cáo các bác, đấy là bà xã. Bà xã thì sẽ giúp mình cái phần gửi từ nhà mình ra đến đường để gửi xe xuống văn phòng ở Hà Nội các bạn nhé. Đây là cái clip này là clip mà mình sẽ thực hiện cho các bạn. Mình lưu ý là em này thì nó như thế này. Nếu như bạn nào mà thích chơi mồi thì các bạn tập con này lên được này. Con này là mình cho đi tập luyện rồi. Bạn thân mến, con này thì giọng còi nhá, còi hay luôn. Và bảo hành 100, 1.000, 1.000 chim đực. Con này thực ra mình cũng đang muốn tập bởi vì nó thuần lắm. Con này chim bánh tẻ nhưng mà nó thuần lắm. Chim bánh tẻ úp được và nó đã được kiểm chứng đi test rồi. Anh em nào thích có cái là cái dòng này thì đây, cái đầu mặt của nó như thế này. Cái mã của nó như thế này. Đấy, mã của nó như này. Mình thấy con này dáng này, trườm chim chân đỏ. Rất là thuần và tợn chim. Cánh tiên này, hai cánh chéo nhau. Thì các bạn thân mến, theo kinh nghiệm của mình thì con chim này rất tố chất để mà chơi chim chọi. Đấy, các bạn nhìn thấy cái tư thế nó đứng. Đấy, nó lúc nào con chim chọi các bạn nhìn thấy một con chim nó phải có cái thái độ. Đấy, và có cái tư thế ngẩng đầu và con này bây giờ các bạn cứ cho con chim lạ và nó ngủ. Nó ngủ rất là chịu khó ngủ. Nên là các bạn cũng bạn nào thực sự muốn tìm một cái dòng chim mà hay chơi, chơi chơi nhiều lối nhiều và chơi tốc độ thì các bạn có thể chơi chơi con này cũng được. Mà bạn nào mà thích tập duyệt con này lên mồi thì các bạn nên nên chọn những con như này. Con này thì mình đi test thì đã có cái sự đáp trả và có cái dấu hiệu rất tốt của một con chim mồi. Đấy. Đấy. Tất nhiên là nó chưa phải là một con chim mồi già trai trưởng thành. Đấy. Cũng phải nói rõ trên cái clip này cho các bạn biết. Đấy. Thì các bạn thân mến là các bạn hết thức ăn rồi.
đây là những cái đống chim mà mình đang để đây để mình test. Các bạn có thể xem qua những cái 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Chim này là toàn những chim mà mình nuôi từ nhỏ lên các bạn nhé, không phải là chim bẫy hay là chim gì cả. Đấy, các bạn nhìn thấy là bộ nó cũng rất là to đấy, chứ không phải không đâu, bộ rất to. Riêng ba cái bú chim này 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26 con chim, 26 chú chim các bạn nhé. Đấy. Còn ở trên cái các bạn thân mến, đây là em Khiếu. Em Khiếu này thì mình nuôi từ nhỏ, nó rất là thuần. Hiếu này nuôi từ nhỏ rất là tợn các bạn nhé, đầu dựng lên này, tợn lắm. Bạn nào thích chơi em, Hiếu này mình chuyển nhượng nhá, con này con đực này, đực. Đó, tự mổ cám rất tốt rồi. Bắt đầu hót ác rồi, bắt đầu hót. Khiếu này khiếu tơ mà mình bón từ nhỏ nhá, da già vuốt thoải mái luôn. Nhưng con này mình bảo hành cho các bạn là độ thuần quá cao luôn, gần như độ thuần rất cao. Độ thuần quá cao luôn. Khiếu tơ, đây là khiếu tơ cũng da vàng. Mình nuôi được tháng thứ ba rồi. Được 3 tháng thôi. Đấy. Rất là tợn. Đấy, báo cáo các bác là như vậy. Còn con này là con cái. Con cái mình để nhốt riêng sang bên này. Bên này con cái nhá. Báo cáo với các bác là
chim sinh sản thì lúc nào mình cũng có. Đây là cái con này đang ấp. Đấy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.